Tiên vương tái xuất, Lạc Tú. Chương 426, anh ta là ông nội của mày. Vẻ mặt kiêu ngạo của Điền Quan Vũ khiến người xem chán ghét. Nhưng giận mà không dám nói. Bởi vì người giàu nhất thành phố Bạc đang ở đây, ông ta có thể khiến một người biến mất một cách dễ dàng, ai dám dính vào đây. Cũng có người nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt hả hê, hôm nay có trò hay để xem rồi. Điền Quan Vũ ló mặt ra, vẻ mặt đầy mỉa mai, kèm theo một nụ cười khẩy. Anh ta ở đây làm nhục, chính là muốn làm bẽ mặt Lạc Tú trước mặt mọi người. Sau đó, anh ta sẽ cho người đánh Lạc Tú. Anh ta rất muốn xem, hôm nay Lạc Tú có dám ra tay hay không. Mấy người muốn nhúng tay vào thật à? Lạc Tú bình tĩnh nói, thay vì nhìn Điền Quan Vũ, anh lại nhìn Điền Dũng Trường, người giàu nhất Bạc Châu. Nhúng tay. Nhóc con, cậu hiểu lầm rồi. Đây là chuyện của tôi, thằng nhóc đó là cháu của tôi, hiểu chưa? Điền Dũng Trường chắp tay sau lưng, nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt giễu cợt. Này, mấy người đừng hối hận đó nha. Lạc Tú thở dài. Ha ha, nhóc con, cậu cũng chưa phải lớn tuổi lắm, nhưng giọng điệu lại chẳng nhỏ chút nào. Điền Dũng Trường châm chọc. Nhưng Lạc Tú đã chuyển sự chú ý sang Điền Quan Vũ. Thấy Lạc Tú đang nhìn mình, Điền Quan Vũ bước tới gần thêm một bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nào, đến đây, xem mày có làm nên trò trống gì không. Bốp, anh tát vào mặt anh ta. Đánh Điền Quan Vũ bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, phát ra tiếng nổ, ít nhất cũng bị gãy vài cái xương. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Người xem náo nhiệt cũng sửng sốt. Lạc Tú dám đánh ư? Điền Dũng Trường cũng sững sờ, không ngờ cậu thanh niên này thật sự dám đánh ư. Một cơn giận dữ lập tức dâng lên ngùn ngụt. Coi ông ta là một vật trang trí sao? Khoảng hơn chục cao thủ xung quanh bao vây anh lại. Một trong số họ là một người đàn ông trung niên với đôi mắt nhỏ dài, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh, cổ tay vung lên, một thanh đoản kiếm từ trong ống tay áo rơi ra, động tác lưu loát. Vừa nhìn là biết cao thủ dùng kiếm lâu năm. Điền Quan Vũ chậm rãi đi tới, chỉ cảm thấy xương cốt sắp rã rời, không ngờ Lạc Tú thật sự dám làm như vậy. Không muốn sống nữa à? Đây chính là bị đánh trước mặt chú của anh ta. Chuyện này nếu điều tra ra không phải chuyện tầm thường mà có thể nổ ra đại chiến giữa các nhà giàu với nhau. Nhưng Lạc Tú đã ra tay. Nhóc con, muốn chết như thế nào? Người đàn ông trung niên cầm đoản kiếm bình tĩnh nói. Ngón tay cái cầm kiếm giật giật. Tôi khuyên ông không nên ra tay, tránh cho công phu mấy năm nay sẽ bị mất hết. Lạc Tú cười khinh thường, không thèm liếc nhìn đối phương mà đi thẳng đến chỗ Điền Quan Vũ đang nằm trên mặt đất. Đây là sự coi thường trần trụi. Lập tức, lửa giận của hai người lên đến đỉnh điểm. Ra tay con mẹ tụi bây. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, có vẻ lo lắng và hoảng sợ. Còn không mau rút hết cho tôi. Một nhóm người ở đằng xa đang chạy tới đây. Triệu Lập Tân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bắp chân cũng run rẩy. Đây có phải là một thảm họa ngập trời hay không? Ở trước mặt Lạc Vô Cực mà có người dám rút kiếm ư? Còn dám ra tay? Đúng là chán sống mà. Còn ỷ mình là người giàu nhất thành phố, cười chết mất, trong toàn bộ đất nước này, còn ai giàu hơn Lạc Vô Cực, người ta tùy tiện tán dóc cũng khiến người khác phá sản không thể ngóc đầu nổi. Dám chỉ kiếm về phía tôi à? Người ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát mấy người rồi. Ông Triệu, Điền Dũng Trường sững sờ, sao ông lại ở đây? Ông nhớ chắc chắn chuyện kinh doanh lần trước nha. Ông đến con mẹ mày, còn làm ăn cái quái gì nữa? Triệu Lập Tân không nói lời nào, bước tới tát Điền Dũng Trường. Còn bày đặt bày kiếm ra hả? Triệu Lập Tân lại tát vào mặt của gã đàn ông trung niên đang cầm thanh đoản kiếm. Hai người bị đánh cho sững sờ. Đây là người giàu nhất tỉnh Bắc, lại còn là người đứng đầu toàn bộ tỉnh Bắc, lúc này không chỉ chửi thề, còn đánh người nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đừng nói hai người này, ngay cả mấy người đang xem cũng ngẩn ra. Trợn trừng mắt, giật mình không thể tin được. Người giàu nhất tỉnh Bắc vừa đến đã vừa chửi vừa đánh ư. Nhưng mà Triệu Lập Tân không có thời gian để ý đến đám người ngốc nghếch này, bọn họ muốn tìm đến cái chết, còn suýt nữa liên lụy đến mình. Triệu Lập Tân cảm thấy rằng một cái tát sẽ không thể giải tỏa hết cơn tức giận của mình. Triệu Lập Tân nhìn Lạc Tú, đứng thẳng người rồi hành lễ. Xin lỗi ngài Lạc, tôi không ngờ ngài vừa đến tỉnh Bắc đã xảy ra mấy chuyện thế này. Triệu Lập Tân xin lỗi. Ngài bất giận, đừng tức giận những tên lưu manh này, không đáng,
tôi nhất định sẽ lột da chúng cho ngài nguôi giận. Như vậy đi, buổi tối tôi mở tiệc cho ngài tẩy trần. Thật ra nếu nhìn kỹ, ông ta đang run rẩy. Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tú sắc như dao, nếu hôm nay người đàn ông trung niên cầm đoản kiếm thật sự dám ra tay. Người này sẽ có kết cục gì, ông ta không biết, cũng không quan tâm. Nhưng ông ta biết rằng chắc chắn mình sẽ gặp xui xẻo, cực kỳ xui xẻo. Dù gì đó chính là Lạc Vô Cực, lúc đó những người em xung quanh anh có thể khiến kinh tế cả thành phố Bạc Châu bị thụt lùi 20 năm. Một khi người ta có dã tâm thì các đại gia ở toàn tỉnh Bắc sẽ phải cải tổ lại, người giàu nhất có thể trốn thoát, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Bỏ đi, cơm thì không cần ăn nữa, mau bảo những kẻ này cút đi, đỡ cho tôi phải ra tay. Quay về nhớ nói rõ cho tôi biết ông sẽ lột ra đám người này như thế nào. Lạc Tú thu hồi ánh mắt. Nghe vậy, cuối cùng Triệu Lập Tân cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Quá sợ hãi. Điền Dũng Trường rất kinh ngạc, ông ta không hiểu, không chỉ có ông ta mà tất cả mọi người đều khó hiểu. Tại sao Triệu Lập Tân, nhà lãnh đạo và là người giàu nhất tỉnh phía Bắc lại xin lỗi Lạc Tú? Không phải nói cậu thanh niên này chỉ là công tử con nhà giàu thôi sao? Con mẹ mày, mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ, đây là người đứng thứ nhất trong danh sách Thiên Long bảng ở Hoa Hạ, Lạc Vô Cực. Cũng là người giàu nhất, Lạc Vô Cực, Triệu Lập Tân gầm lên, nước bọt bay vào mặt Điền Dũng Trường. Ông nhờ mày đến thành phố Bạc thay tao tiếp đón ngài Lạc, thế mà mày lại cầm kiếm đón tiếp người ta hả? Triệu Lập Tân lại mắng xối xả. Không ai nghe rõ câu nói cuối cùng kia. Nhưng những câu đầu tiên có thể nghe rõ ràng. Nhất là ba chữ kia, Lạc Vô Cực. Bởi vì vào lúc này ở Hoa Hạ, hầu như rất ít người không nghe thấy mấy chữ này. Trước tiên không nhắc đến chuyện anh có quá nhiều danh hiệu, chỉ mỗi chuyện hẹn thách đấu với Võ Thánh Chu gia ở đảo Tần Hoàng cũng khiến cả toàn xã hội phải chú ý rồi. Nói đến danh hiệu, đó là người đứng đầu trong danh sách Thiên Long bảng của Hoa Hạ. Đôi mắt của Điền Dũng Trường tối sầm lại, hai chân ông ta mềm nhũn khuỵu xuống đất. Người đàn ông trung niên sử dụng đoản kiếm kia cũng sợ hãi và choáng váng, toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Thanh kiếm trong tay rơi cạch xuống đất, chơi đùa kiếm trước mặt tồn tại như vậy, đây chẳng phải là chơi xiếc ảo thuật à. Nếu sư phụ mà biết được, chẳng phải sẽ phế đi công phu của gã sao? Đây đúng là đại họa chết tiệt mà. Đường Hân kinh ngạc nhìn Lạc Tú, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Kể từ khi ở ga tàu, cô ta chưa bao giờ cảm thấy Lạc Tú có gì đặc biệt. Cho dù là chuyến đi tới thôn Điền Gia, Lạc Tú có thể đánh bại rắn bạc kia, cũng không giống với chuyện những nhà giàu hay làm. Mãi đến khi cô ta nghe thấy cái tên Lạc Vô Cực, nghe được ba chữ nhà giàu nhất. Chương 427, Người chồng quốc dân. Đường Hân vốn tưởng rằng hôm nay, ít nhất có thể nhìn thấy Lạc Tú bẽ mặt, nhìn thấy Lạc Tú thảm hại. Bởi vì cô ta sắp chết rồi. Đã bị điều tra ra trong người cô ta có một con rắn con và trái tim của cô ta đã hòa làm một, sẽ chết nhanh thôi. Ngay sau khi con rắn con đó chết, cô ta cũng chỉ có thể chết. Vì vậy, cô ta muốn trước khi chết phải nhìn thấy sự thảm hại của Lạc Tú, cố nén sự hối hận của bản thân lại. Nhưng vào lúc này, chữ thiếu tướng khiến cô ta hối hận đến cực điểm, giống như thủy triều dâng trào nhấn chìm cô ta vậy. Người đứng đầu thành phố Bạc Châu, ha ha. Thật là một thân phận đáng sợ. Cục trưởng. Ha ha, thật là một nhân vật đáng sợ. Nhưng bây giờ, ngay cả người đứng đầu của tỉnh Bắc cũng không dám thở mạnh trước mặt Lạc Tú. Xét về thực lực, Lạc Tú là nhân vật số một trong Thiên Long bảng của Hoa Hạ. Xét về địa vị, cấp bậc thiếu tướng. Xét về tiền tài, càng không phải nói, hiện tại trong toàn quốc đều biết đến Lạc Vô Cực ở Yến Kinh mới là kẻ giàu có chân chính, rốt cuộc người ta là nhà giàu số một mà. Không phải tài sản, mà là con số trong thẻ ngân hàng. Đây là một người đàn ông cực kỳ vĩ đại, một nhân vật đã làm điên đảo các thiếu nữ trong toàn quốc. Thậm chí bây giờ đã có những danh hiệu như người chồng quốc dân và con rể quốc dân. Nhiều bà mẹ đều hy vọng sẽ có thể khiến cho Lạc Vô Cực trở thành con rể của họ. Bởi vì bất kỳ một thành tích nào cũng đủ để cả thế giới tự hào và không một người trẻ tuổi nào có thể sánh được, chưa kể, người ta còn tập trung cả ba thành tích trong một. Trong nước ai có thể so sánh được? Vốn dĩ Đường Hân có một cơ hội, nhưng vừa rồi cô ta đã bỏ lỡ một người đàn ông xuất sắc và gần như hoàn hảo này, hoàn toàn đứng đối lập với Lạc Tú. Cho tới hôm nay, quãng đời còn lại của cô ta hoàn toàn bị chôn vùi.
Sự hối hận này khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Và những người đang nhiều chuyện ở xung quanh đã phản ứng ngay lập tức. Vị bác sĩ đối diện nhìn Lạc Tú đầy kinh ngạc, tàn thuốc lập tức rớt xuống. Điền Dũng Trường sợ đến mức toàn thân run rẩy. Ông ta tiêu rồi, cho dù Lạc Tú không theo truy cứu thì Triệu Lập Tân cũng sẽ không tha cho ông ta. Lúc này Điền Quan Vũ kinh ngạc nhìn Lạc Tú. Anh ta quay đầu lại và nhìn Điền Dũng Trường vẫn còn đang run rẩy. Anh ta đã đích thân hỏi Điền Dũng Trường, người đàn ông đó sẽ không phải là một cậu ấm nhà giàu có, đúng không? Điền Dũng Trường đã nói không phải. Nhưng đã có một sự hiểu lầm ở đây. Bởi vì quả thực Lạc Vô Cực không phải là một cậu ấm nhà giàu có, mà người ta là nhà giàu số một. Nhưng nếu muốn nói Lạc Tú có phải là con nhà giàu hay không thì hình như người ta cũng phải. Bởi vì người ta chính là đại thiếu gia của nhà họ Lạc của Yến Kinh. Lúc này Điền Quan Vũ đã rất bối rối, nhìn Lạc Tú đang tới gần, anh ta bỗng cảm thấy thót tim. Dù sao đây cũng là tỉnh Bắc, là lãnh địa của nhà họ Điền, nhà họ còn có một rắn bà tồn tại. Ngay cả Lạc Vô Cực cũng sẽ phải kiêng dè. Cho nên Điền Quan Vũ thu hết can đảm, nhìn Lạc Tú rồi nói. Tốt hơn hết là anh đừng đụng đến tôi là người của nhà họ Điền. Điền Quan Vũ đe dọa. Anh ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Điền. Nhà họ Điền, Lạc Tú cười mỉa. Những người khác không khỏi nhíu mày, nhà họ Điền là số một ở tỉnh Bắc, không nên đụng vào mới phải. Dù gì đó chính là nhà họ Điền đã tồn tại từ trước giải phóng. Truyền thuyết về rắn bà vẫn khiến người ta rất sợ hãi. Mặc dù Lạc Tú là người đứng đầu trong Thiên Long Bảng, e rằng cũng không dám khiêu khích những tu hành giả như rắn bà, dù gì trước nay những tu hành giả vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Khi Điền Dũng Trường vừa nghe vậy, ông ta cũng lập tức lấy lại sự tự tin của mình. Dù gì cũng là vị trí đứng đầu, chẳng lẽ lại sợ Lạc Tú ư? Dù gì ông ta cũng là người của nhà họ Điền, có họ Điền làm chỗ dựa, ông ta còn sợ gì chứ? Nhưng ngay khi Điền Dũng Trường vừa đứng dậy định lên mặt lần nữa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hả, nhà họ Điền, Triệu Lập Tân cười mỉa. Ông ta đã nhận được video, và đã xem cảnh Lạc Tú đánh chết Tứ Tiên và Nhị Tiên ở phía Bắc. Bên trên rất coi trọng vấn đề này, yêu cầu trước hết phải phong tỏa toàn bộ tin tức, không được phép phát tán video này ra ngoài. Vì vậy Triệu Lập Tân đã ra tay trước, hơn nữa cũng tự mình đến giải quyết chuyện này. Suy cho cùng, chuyện này có thể kéo dài được thì cứ kéo dài. Bây giờ không phải là lúc để ném những thứ này ra ngoài. Dù sao thì những đoạn video được nhiều người đăng tải trên mạng lần đầu tiên đã bị xóa hoàn toàn. Hơn nữa bộ phận đặc biệt đã tìm kiếm tất cả. E là mấy người không biết rồi, nhà họ Điền đã bị tiêu diệt, còn rắn bà mà mấy người nhắc đến đã bị anh Lạc đây giết chết rồi. Những lời này như tiếng sét bên tai bọn họ. Nhà họ Điền đã bị Lạc Tú tiêu diệt. Rắn bà cũng đã bị Lạc Tú giết chết. Sao có thể như thế được? Đặc biệt là Điền Quan Vũ và Điền Dũng Trường không thể tin được, làm sao có thể chứ? Không thể nào, ông gạt tôi, rắn bà có năng lực thông thiên mà. Điền Quan Vũ là người của thôn Điền gia, may mắn đã gặp được rắn bà, nên biết được năng lực của bà ta như thế nào. Đó chính là tiên gia, sao có thể chém chết được? Đây là một lời dối trá chết tiệt. Thậm chí không chỉ Điền Quan Vũ, ngay cả những người qua đường này cũng cảm thấy điều này quá giả dối. Đó chính là rắn bà, tiên gia trong truyền thuyết, sao lại bị một con người chém giết được chứ? Căn bản là không có khả năng. Là sự thật, nhà họ Điền đã bị tiêu diệt, Đường Hân do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đứng ra nói những lời này. Những lời của Đường Hân chắc chắn là một nhát búa đối với Điền Quan Vũ và Điền Dũng Trường. Bởi vì Điền Quan Vũ biết rằng Đường Hân đã đến thôn Điền gia. Ngày hôm đó, rắn bà đã bị anh Lạc đánh tới nỗi máu bay tứ tung. Sau đó đã chạy về phía Thiên Chỉ rồi. Sau đó, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rắn bà sẽ không bao giờ quay về nữa. Đường Hân cúi đầu nói. Mà Điền Kỳ Kỳ cũng lắc đầu với Điền Quan Vũ. Đúng là thôn Điền gia đã bị tiêu diệt rồi. Điền Dũng Trường lo lắng lấy điện thoại ra và gọi. Nhưng khi Điền Dũng Trường chưa kịp mở miệng hỏi thì ở đầu dây bên kia đã truyền tin đến nói thôn Điền gia đã không còn nữa rồi. Điền Dũng Trường và điện thoại di động cùng nhau ngã lăn xuống đất. Điền Quan Vũ lúc này đã hoàn toàn tin vào điều đó. Thôn Điền gia đã bị tiêu diệt rồi ư. Rắn bà cũng đã bị tên Lạc Vô Cực trước mắt này giết chết rồi ư. Thế giới này điên hay Điền Quan Vũ anh ta điên đây?
tự nhiên lại đi trêu chọc một tên đáng sợ như vậy. Mọi người xung quanh đều kinh hoàng. Triệu Lập Tân nhận được mệnh lệnh là không được phát đoạn video, đối với tin tức này, không thành vấn đề. Nhưng mọi người xung quanh đều kinh hãi nhìn Lạc Tú. Quả thật quá đáng sợ. Lạc Vô Cực lại âm thầm làm một sự việc kinh thiên động địa như vậy. Liệu có thể đánh chết các tiên gia ở phía Bắc chăng? Còn ai trên thế giới này có thể ngăn bước chân của người đàn ông này không? Lạc Tú bước tới và lại dẫm lên mặt Điền Quan Vũ, vẫn ở chỗ cũ và tư thế như cũ. Bây giờ, anh nói cho tôi nghe xem, tôi đánh anh rồi, đánh rồi này, sao hả? Lạc Tú nói xong lại đá một cước vào người Điền Quan Vũ, không phải anh đến phá cửa tiệm của tôi à? Chương 428, truyền thuyết võ thánh. Lời nói của Lạc Tú khiến Điền Quan Vũ hoàn toàn không thể phản bác lại. Khi anh ta đến đây, anh ta đã thề rằng trong ngày hôm nay nhất định sẽ đập phá cửa tiệm của Lạc Tú. Hơn nữa ban nãy còn tỏ thái độ rất kiêu ngạo. Nhưng bây giờ đã biết được thân phận của Lạc Tú, ai dám đập phá nữa? Ai lại có gan đi đập phá? Đó chính là Lạc Vô Cực đấy. Điền Quan Vũ tỏ rõ vẻ mặt cay đắng, không nói được một lời. Đập đi, không đập là đồ oắt con, đương nhiên anh không xứng làm thằng cháu oắt con của tôi. Lạc Tú lại đá Điền Quan Vũ, đá anh ta bay thẳng đến chỗ Điền Dũng Trường. Sau đó Lạc Tú nắm lấy đầu của Điền Quan Vũ, nhưng ánh mắt của anh lại hướng về Điền Dũng Trường. Tôi đánh anh ta ngay trước mặt ông thì sao nào? Lạc Tú cười khẩy. Ông nói cho tôi biết thì sao? Tôi cứ đánh anh ta đấy, sao hả? Lạc Tú tát mấy cái tát vào mặt Điền Quan Vũ. Điền Dũng Trường có thể nói gì? Hoặc sao ông ta dám nói chứ? Giờ ông ta còn khó giữ mình, còn dám nói thêm gì nữa? Trước đó ông ta còn ỷ vào thân phận của mình để dọa Lạc Tú. Nhưng bây giờ thì sao? So với Lạc Tú, ông ta chẳng là cái thá gì cả. Lúc này Điền Quan Vũ đã bị đánh thành người tàn phế, Lạc Tú lạnh lùng nhìn đám người Điền Dũng Trường, ánh mắt lạnh như băng. Ngay lập tức, đám người Điền Dũng Trường mặt mày xám ngoét, bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác luôn rồi. Sau khi mọi người nhìn thấy Điền Dũng Trường và những người khác sợ hãi như vậy, còn Điền Quan Vũ bị đánh đập đến tàn phế, rất nhiều người cảm thấy hả lòng hả dạ. Bởi vì họ không ngờ rằng cậu ấm Điền, người nổi tiếng ở tỉnh Bắc lại có ngày hôm nay. Mấy năm nay, Điền Quan Vũ đã hoành hành như thế nào chứ? Người họ Điền đã diễu võ dương oai đến mức nào? Ở tỉnh Bắc, ai dám trêu chọc? Ngay cả Triệu Lập Tân cũng phải nể mặt chúng vài phần. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị xử lý thê thảm như vậy. Cuối cùng Lạc Tú ném Điền Quan Vũ vào phòng rác bên cạnh như ném một con chó chết. Sau này tỉnh Bắc sẽ không có nhà họ Điền, Lạc Tú nói. Mấy năm nay, nhà họ Điền là một thế lực lớn mạnh ở tỉnh Bắc, không biết họ đã áp bức bao nhiêu người. Hơn nữa họ còn là nhà siêu giàu, vô cùng đáng sợ, thậm chí đã đứng sừng sững mấy trăm năm rồi. Có thể nói là xưng vương xưng bá ở toàn bộ tỉnh Bắc. Nhưng hôm nay, khi tin tức này được đưa ra, sau này sẽ không có họ Điền ở tỉnh Bắc nữa. Triệu Lập Tân nhìn Lạc Tú, trong lòng run lên, quả nhiên nói Lạc Vô Cực đi tới đâu, nơi đó sẽ có người gặp xui xẻo. Lúc đó nhận được tin Lạc Vô Cực đã đến tỉnh Bắc, Triệu Lập Tân vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cho rằng mình sắp gặp xui xẻo. Nhưng ông ta không ngờ nhà họ Điền mới là người gặp xui xẻo. Dòng họ Điền đã vốn nổi tiếng bao nhiêu năm bỗng nhiên bị tiêu diệt sạch. Tin tức này vẫn chưa hoàn toàn truyền ra ngoài, nếu không, e rằng sẽ gây nên một làn sóng ở trong nước. Nhưng một làn sóng mạnh mẽ khác sắp nổ ra. Trận chiến giữa Lạc Vô Cực và Võ Thánh Chu Càn Khôn. Nhà họ Lạc ở Thiên Đô, ba Lạc bưng chén trà lên, đi qua đi lại trong phòng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bởi vì trong những ngày qua, ông đã cố gắng tìm kiếm một số thông tin về Võ Thánh. Những tư liệu này là do Tô Bửu Điền tìm cho, nếu không... Người bình thường thật sự không thể đọc được những tư liệu tối mật này. Nhưng dữ liệu này đã khiến ông có một cảm giác rất bất an. Võ Thánh là một lão quái vật hơn trăm tuổi, sức mạnh của lão ta có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao. Có người đã từng tận mắt chứng kiến, Võ Thánh vừa xuất chiêu đã dễ dàng chặn đứng sông Hoàng Hà. Cũng có tin đồn rằng Võ Thánh đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu trên không chỉ bằng một cái búng tay. Điều này rất đáng sợ. Dù sao thì bắn máy bay cũng chỉ có tên lửa đạn đạo mới làm được, còn Võ Thánh chỉ cần một cái búng tay. Điều quan trọng đó lại là một truyền thuyết rất đáng sợ. Nó thậm chí còn liên quan đến lịch sử của Hoa Hạ, người sáng lập ra triều đại Đông Hán,
Quang Võ Đại Đế Lưu Tú. Lưu Tú luôn có biệt hiệu vị diện chi tử, biệt hiệu này chủ yếu là do ông ta dựa vào 2 vạn người đã đánh bại 40 vạn quân của Vương Mãng. Trong thời đại vũ khí lạnh đó, điều này gần như là không thể. Dù gì cũng không giống như bây giờ, có thể chiến đấu bằng vũ khí nóng với quy mô lớn. Lúc đó 2 vạn đánh với 40 vạn, chia trung bình cứ 20 người đánh một người, còn không đánh chết một người hay sao? Vì vậy, lúc ấy nhìn thế nào thì cũng không thể thắng được. Nhưng Quang Võ Đại Đế Lưu Tú đã chiến thắng. Có tin đồn trên Internet rằng đó là do thiên thạch và mưa bão đã giáng xuống. Nhưng lý do thực sự là vì Võ Thánh. Khi đó, Lưu Tú đã có trong tay 10 vị Võ Thánh. Nói cách khác, 10 vị Võ Thánh đã quyết định thắng bại của toàn bộ chiến trường trong cuộc chiến đó. Thậm chí họ còn trợ giúp Lưu Tú và lập nên triều đại Đông Hán, tức là 10 vị Võ Thánh đã tạo nên một triều đại khổng lồ. Có thể hình dung được Võ Thánh đáng sợ như thế nào. Không cần nói cũng biết Võ Thánh Quan Nhị Gia trong thời Tam Quốc có sức mạnh ghê gớm thế nào, ông ta đã vượt qua 5 cửa ải và chém được 6 tướng, vân vân. Năm đó Tào Tháo còn không tiếc trả bằng mọi giá để mượn sức của ông ta, đủ để thấy được địa vị này ghê gớm đến mức nào. Nếu không phải trong trận chiến cuối cùng có người tu pháp tham dự ám toán thì Quan Nhị Gia cũng sẽ không ngã xuống. Nhưng những người như Võ Thánh hầu như đều đã bị thần thoại hóa, đương nhiên ở thế giới này, Võ Thánh không còn có thể kiểm soát được tình hình thế giới như trước nữa. Suy cho cùng là công nghệ quá tân tiến, có quá nhiều vũ khí nóng, thậm chí có một số tên lửa đạn đạo, ngay cả Võ Thánh cũng không dám dễ dàng chống lại. Nhưng dù sao vẫn là Võ Thánh, vẫn đáng sợ như trước. Ba Lạc cau mày, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Được rồi, đừng có đi qua đi lại nữa. Thẩm Nguyệt Lan ngồi trên sofa lên tiếng, bà vừa gọi điện thoại với bạn thân xong, buổi chiều sẽ đi mua sắm. Nguyệt Lan, bà làm mẹ kiểu gì mà không lo lắng cho con trai chút nào vậy? Ông Lạc bất mãn nói, con trai ông sắp có một trận quyết chiến, sao người mẹ này không hề lo lắng chút nào, lại còn có tâm trạng đi mua sắm với các bạn nữa? Lo lắng cái gì? Thẩm Nguyệt Lan kinh ngạc hỏi. Nguyệt Lan, đó là Võ Thánh đấy. Tôi đã kiểm tra rất nhiều thông tin bí mật. Những người đó đều là những lão quái vật hơn 100 tuổi, một số thậm chí là cao thủ võ thuật sống sót qua thời nhà Thanh, sao lại không lo lắng chứ? Ba Lạc lo lại lo lắng nói. Được rồi, ông đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Thẩm Nguyệt Lan hoàn toàn không lo lắng. Nguyên nhân do từ trước đến nay, khi bà tiếp xúc với Lạc Tú, anh đã cho bà cảm giác như trời sập, tên nhóc đó luôn cho người ta cảm giác khí khái vững vàng. Thằng nhóc thối đó có rất nhiều thủ đoạn. Tôi không hề lo lắng nó ở bên ngoài sẽ bị hại đâu. Thẩm Nguyệt Lan khá tự tin. Nhưng sau khi Ba Lạc nhìn thấy những tư liệu này, vẫn cảm thấy rất bất an. Dù sao vẫn còn có Sở Tài Quyết Vũ Lực mà. Thế giới bên ngoài gần như đã bị đảo lộn rồi. Phương tiện truyền thông lớn trong nước, thậm chí, một số đài truyền hình đã cử người đến đảo Tần Hoàng. Dù sao trận chiến này, hoặc là Lạc Vô Cực đạt được thành tựu hoặc Võ Thánh sẽ quay về. Chương 429, đầu sỏ quốc tế. Gần như mọi người ở Hoa Hạ đều chuyển sự chú ý của họ sang đảo Tần Hoàng. Dù gì, tên tuổi của Lạc Vô Cực đã quá nổi tiếng. Thiên Đình, người giàu nhất, người đứng đầu trong Thiên Long Bảng. Cho dù là danh hiệu nào thì cũng khiến người ta phải chấn động. Đã có rất nhiều ồn ào trên mạng. Ông xã cố lên, loại bài đăng này đã càn quét các diễn đàn lớn như thủy triều dâng. Đây đều là bài viết của một số cô gái. Dù gì bây giờ Lạc Tú đã thực sự là một người chồng quốc dân. Thậm chí thỉnh thoảng có những bài đăng kiểu cổ vũ con rể xen lẫn vào. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ qua một đêm, một bài đăng về Võ Thánh thần thánh đến mức nào đã ngay lập tức át đi tất cả các bài đăng khác. Bài viết đã phân tích rất kỹ lưỡng. Sự tồn tại của Võ Thánh, người đã phá vỡ giới hạn tuổi thọ của con người, e rằng nếu chỉ xét về sức mạnh thuần túy. Ông ta là một tồn tại bất khả chiến bại trên thế giới này. Thậm chí họ còn phân tích từ nhiều khía cạnh khác nhau như sinh học, tiến hóa, vân vân. Hơn nữa, Lạc Tú cũng đã được phân tích trong bài báo. Lạc Tú còn quá trẻ, cho dù bây giờ anh là người đứng đầu trong danh sách Thiên Long Bảng ở Hoa Hạ, e là cũng không thể sánh kịp. Ở cuối bài viết, còn có một video. Video đó là đã chứng minh tất cả những gì ở phía trên chính là sự thật. Rất nhiều người nhấp vào video đó. Chỉ thấy đó là một ngọn núi lửa. Trong làn khói dày cuồn cuộn từ miệng núi lửa là nham thạch đang sôi sùng sục. Nham thạch nóng bỏng cực kỳ kinh khủng,
dù sao nó cũng là thứ nóng đến ngàn độ C. Nhưng trong đó lại có một người đang đứng, đang tắm trong dung nham nóng chảy. Sau khi xem đoạn video này, rất nhiều người đã tỏ ra khó tin. Nước sôi 100 độ, e là một người lớn còn sống đi vào đó cũng đã bị luộc chín rồi. Huống chi là nham thạch nóng tới ngàn độ C. Ngay cả sắt thép cũng sẽ bị tan chảy. Nhưng người đó cứ như đang ở trong bồn tắm nước nóng, trông rất thoải mái. Không hề cảm thấy nóng gì cả. Đoạn video dài 5 phút, ở đoạn cuối hình như camera bị hỏng nên không thể tiếp tục được nữa. Nhưng dưới video, có một câu. Bản ghi chép việc Võ Thánh Chu Càn Khôn tắm trong hồ núi lửa 20 năm trước. Đoạn video này ngay lập tức làm bùng nổ mạng Internet, gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi của rất nhiều người ở trong nước. Một số nói rằng đó là giả, những người khác nói rằng đó là một kẻ lừa đảo. Nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng. Ngay lập tức, đoạn video đã được lan truyền mạnh mẽ. Thậm chí những bài đăng kiểu cổ vũ ông xã cũng nhanh chóng bị dập tắt. Thẩm Thiên Quân và các thành viên khác của nhà họ Thẩm đã đến đảo Tần Hoàng trước, họ bám vào nhà họ Chu, tuy rằng ăn nhờ ở đậu nhưng vẫn tốt hơn là không có chỗ nào để nương thân. Khi Thẩm Thiên Quân nhìn thấy đoạn video này, một nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt của ông ta. Ha ha, tốt lắm, đến lúc đó xem thằng trời đánh kia sẽ chống lại Võ Thánh Chu gia này thế nào đây. Mà Tô Bửu Điền cũng lần đầu tiên được xem đoạn video này. Ông ta không biết gì về những chuyện của Lạc Tú ở tỉnh Bắc, nhưng phản ứng đầu tiên của ông ta khi xem đoạn video này là gọi cho Lạc Tú. Cậu Lạc, cậu đã xem đoạn video đó chưa? Tô Bửu Điền rất quan tâm. Thật ra ông ta đã biết Võ Thánh rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Đã xem, Lạc Tú trả lời rất lạnh nhạt. Cậu Lạc, hay là cậu tạm thời tránh đi, quay về quân đội cũng được, tôi cam đoan sẽ không có ai dám động đến cậu đâu. Tô Bửu Điền nói. Cho dù là Võ Thánh cũng không thể xông vào trong quân đội để giết người. Tôi đã đến đảo Tần Hoàng rồi, Lạc Tú lạnh lùng nói. Cái gì, cậu đã đến đảo Tần Hoàng rồi? Tô Bửu Điền sửng sốt. Ông ta cũng tin tưởng vào sức mạnh của Lạc Tú, nhưng sau khi xem đoạn video, ông ta lại do dự. Vì khi đưa tài liệu cho ba Lạc, ông ta cũng đã xem. Sự đáng sợ của Võ Thánh đã vượt xa sự tưởng tượng của ông ta. Cậu Lạc, trong sở tài quyết vũ lực, đã qua 5 vị Võ Thánh rồi. Tô Bửu Điền nói tin tức mà mình đã nhận được cho Lạc Tú. Đây cũng là điều khiến ông ta lo lắng. Bởi vì ngoài giám đốc sở tài quyết vũ lực, ngoài Chu Càn Khôn đang ở đảo Tần Hoàng, đã có 6 vị Võ Thánh. Khái niệm này là gì? Năm đó, 10 vị Võ Thánh của Lưu Tú có thể đánh bại hơn 40 vạn đại quân. Bây giờ 6 vị Võ Thánh đều tụ tập ở đây, dữ dội đáng sợ đến mức nào chứ? Dù gì lần này Lạc Tú đã xúc phạm không chỉ là Chu Càn Khôn, mà thậm chí cả văn phòng phán quyết lực lượng cũng đã đắc tội. Những người này đều là những lão quái vật có tuổi đời trung bình hơn 200 tuổi. Và thực lực cũng không dưới Chu Càn Khôn. Ha ha, không sao, ai đến tôi cũng không từ chối đâu. Chỉ là một trận chiến mà thôi. Lạc Tú cười cười, không hề để tâm. Không phải, cậu Lạc à, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Tại sao nhà họ Chu lại mời đám Võ Thánh này ra tay giúp đỡ chứ? Tô Bửu Điền lo lắng nói. Nói cho cùng, Lạc Tú vẫn còn trẻ, bây giờ anh đã là người đứng đầu trong Thiên Long bảng, có thể tương lai sẽ nâng cao một bước, đương nhiên Tô Bửu Điền không hy vọng Lạc Tú gặp điều không may. Nhưng lần này Chu Càn Khôn lại nói sẽ khiến cho tên tuổi của Võ Thánh lại xuất hiện trong thế nhân một lần nữa. Vì vậy, đó là lý do tại sao video được phát tán. Hơn nữa mới có thể làm ra trận trượng lớn như thế. Nhưng sao Chu Càn Khôn lại mời gần hết các Võ Thánh khác ở Bộ Tư pháp lực lượng vũ trang? Sát thủ cấp 3S đã nhập cảnh, hơn nữa muốn đến đảo Tần Hoàng. Cuối cùng Tô Bửu Điền cũng nói ra tin tức này. Sát thủ cấp 3S, Lạc Tú nhíu mày. Và không chỉ vậy, trong số họ còn có ám dạ tinh linh, nữ hoàng sát thủ, được cho là còn mạnh hơn cả giám đốc sở tài quyết vũ lực. Tô Bửu Điền lo lắng. Hơn nữa rắc rối chính là một khi dính dáng đến các thế lực nước ngoài sẽ rất phiền toái. Ví dụ như nữ hoàng sát thủ kia, chỉ cần cô ta bằng lòng tiếp thì không ai có thể sống sót. Vì vậy cô ta còn có biệt danh khác là nữ thần chết chóc. Nghe đồn cô ta có dòng máu nửa người, nửa còn lại không biết là gì. Nghe nói tuổi tác của mấy người này mà giật mình, còn lớn tuổi hơn cả giám đốc sở tài quyết vũ lực nữa. Đó không phải là nhân vật đầu sỏ trong nước nữa.
Đó là một nhân vật đầu sỏ trên thế giới. Rõ ràng, không biết đám Chu Càn Khôn đang làm gì mà lại mời những nhân vật như vậy đi theo. Nếu lại thêm giám đốc sở tài quyết vũ lực, những nhân vật như Võ Thánh mà được đặt ở cổ đại thì có thể tấn công cả một nước nhỏ. Một nhóm người như vậy tập hợp lại với nhau. Vậy đảo Tần Hoàng chẳng khác nào đầm rồng hang hổ chứ. Nếu Lạc Tú tùy tiện tiến vào, tuyệt đối không thể sống sót trở ra. Đây cũng là điều mà Tô Bửu Điền lo lắng nhất. Nhưng Tô Bửu Điền vẫn chưa nói xong. Lạc Tú đã lên tiếng. Không sao, nếu như cô ta thật sự dám ra tay, vậy nơi này sẽ trở thành nơi chôn xác của cô ta. Trời ạ, cậu Lạc, cậu hãy nghĩ lại đi, tôi sẽ lập tức phái người đi tiếp ứng. Tô Bửu Điền lo lắng nói. Chương 430, Côn Lôn Kiếm Cung. Cùng lúc đó, ở một bên khác của sân bay, Phi Long, người đã mời Lạc Tú cũng đến, hơn nữa còn đi cùng với một người già và một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trông rất phong độ, dáng vẻ bất phàm và một cảm giác bàng quang. Còn người già kia lại rất bắt mắt, mái tóc bạc phơ, mặc đạo bào dài, đeo một thanh trường kiếm. Lúc này, lão già chắp hai tay sau lưng, hai mắt sáng ngời, khí tức như sóng biển cuồn cuộn, mặc dù cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được cổ khí tức bức người kia. Như thể trong cơ thể lão già này có ẩn giấu một con dao long. Mọi người ở trong sân bay đều liếc nhìn, nhưng lại không dám tới gần, dù gì lão già này ăn mặc cũng rất kỳ quái. Đặc biệt Phi Long cảm nhận được rõ nhất, trên đường đi luôn có cảm giác choáng ngợp và không thở nổi. Dù gì ảnh hưởng của trận chiến giữa Lạc Tú và Võ Thánh Chu Càn Khôn là quá lớn, đặc biệt là khi đảo Tần Hoàng này giờ đã trở thành đồng rầm hang hổ, Lạc Tú hoàn toàn không thể thắng được. Vì vậy, bên trên đã tìm đến hai vị cao thủ, thứ nhất là để khuyên nhủ Lạc Tú, thứ hai là để bảo vệ sự an toàn của Lạc Tú. Những gì Tô Bửu Điền nói vừa rồi chỉ là làm chậm thời gian của Lạc Tú mà thôi, thật ra người họ sắp xếp đã đến rồi. Hơn nữa lần này còn sắp xếp toàn cao thủ, lai lịch không hề nhỏ. Người của Côn Lôn Kiếm Cung. Côn Lôn rất lớn, trong đó ẩn giấu đủ loại đạo chính thống, rất ít người xuất thế, nhưng một khi xuất thế, nhất định là nhân vật đứng đầu thống trị thiên hạ. Ví dụ như lão già trước mặt, Hư Kinh Thiên. Nghe nói lão ta nắm giữ thuật phi kiếm, có thể cách xa ngàn dặm mà vẫn lấy được đầu của người khác. Ngay cả người thanh niên tên Bạc Tuấn bên cạnh kia cũng là một vị thông thần giả. Người thanh niên đó trông khoảng 30 tuổi, nhưng anh ta đã là một vị thông thần giả rồi, thật là đáng sợ. Phi Long cũng không có gì bất ngờ cả, bên trên có thể mời người từ Côn Lôn đến, nhưng anh ta vẫn hơi ngạc nhiên khi đó là người từ Côn Lôn Kiếm Cung. Côn Lôn Kiếm Cung có thể xa lạ với thế giới, nhưng nếu nhắc đến Thục Sơn Kiếm Tiên thì chắc hẳn ai cũng đã từng nghe đến. Mà nghe nói Thục Sơn Kiếm Tiên cũng chỉ là ngoại môn của Côn Lôn Kiếm Cung mà thôi. So sánh như vậy để thấy Côn Lôn Kiếm Cung lợi hại cỡ nào, đương nhiên Phi Long biết rõ điều đó. Hai vị tiền bối, tôi đã nhìn thấy anh ấy rồi, tôi sẽ đi qua chào hỏi trước, vui lòng đợi một lát. Phi Long đã nhìn thấy Lạc Tú ở sân bay, vì vậy anh ta quay lại, cung kính mở miệng với Hư Kinh Thiên. Một nhân vật tầm cỡ như vậy, e rằng một ánh mắt cũng đủ giết chết anh ta, Phi Long nào dám chậm trễ. Từ đầu đến cuối Hư Kinh Thiên đều tỏ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng Bạc Tuấn bên cạnh lại gật đầu, nhưng thái độ của anh ta cũng rất kiêu ngạo. Dù gì bọn họ cũng xuất thân từ Côn Lôn Kiếm Cung, luận thân phận hay địa vị đều có quyền coi thường người khác. Sau khi Phi Long rời đi, Bạc Tuấn bỏ đi vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của mình, sau đó nhìn Hư Kinh Thiên đầy cung kính. Sư thúc, chúng ta cần gì phải bảo vệ một người phàm tục chứ? Bạc Tuấn nói câu này với giọng điệu kiêu ngạo. Theo ý anh ta, người phàm tục chỉ là một con kiến. Ngay cả cái gọi là võ thánh anh ta cũng không để ý tới, dù gì bọn họ cũng là người của Côn Lôn Kiếm Cung mà. Đây là ân tình ta đã nợ năm xưa, đương nhiên, chỉ một ân tình cũng không đủ để kiếm cung chúng ta ra tay. Hiện tại tương lai đã thay đổi rất lớn, chúng ta sớm muộn cũng sẽ xuất thế, tuy rằng chúng ta không để ý gì đến thế tục, nhưng có những thứ vẫn có thể lợi dụng. Hư Kinh Thiên lạnh lùng nói. Vậy sư thúc, lát nữa chúng ta, Bạc Tuấn ở bên cạnh hỏi. Đồng thời nhìn Lạc Tú ở phía xa. Dường như Lạc Tú và Phi Long đang nói chuyện gì đó. Anh ta cũng không tệ lắm, nhìn khí thức của anh ta hẳn cũng là một vị thông thần giả, nhưng còn kém xa so với Võ Thánh Chu Càn Khôn. Hư Kinh Thiên cũng nhìn Lạc Tú. So với tôi thế nào? Bạc Tuấn nhìn Hư Kinh Thiên, dù sao tất cả mọi người đều còn trẻ, cho nên Bạc Tuấn tự nhiên sẽ có tâm lý so sánh. So với cậu, Hư Kinh Thiên cười mỉa. Bạc Tuấn,
cậu mất tự tin vào bản thân từ khi nào vậy? Hư Kinh Thiên lắc đầu, nhìn Lạc Tú với ánh mắt khinh thường. Đừng nói đến chuyện khác, chỉ mỗi việc cậu là người của kiếm cung là cậu ta đã không thể so sánh được rồi. Người tu pháp của thời nay, cho dù có cơ duyên thành công bước vào thông thần cảnh thì sao chứ? Không tu luyện pháp môn, chẳng phải chỉ là một phế vật thôi sao? Hư Kinh Thiên lạnh nhạt nói. Đây quả thật là một câu nói hay, xét cho cùng, trên thế giới này, hầu hết các người tu pháp đều là các chiêu tự do hoặc tu luyện pháp môn không được trọn vẹn. So với những người pháp giả chính thống như Côn Lôn kiếm cung, thật sự là khác nhau một trời một vực. Ha ha, tôi cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, nếu thật sự so sánh với tôi, chỉ cần một ngón tay của tôi cũng đủ để nghiền nát anh ta rồi. Bạc Tuấn nhìn Lạc Tú với ánh mắt khinh thường. Bỏ đi, đừng chần chờ nữa, đi qua nói cho cậu ta biết không thắng được đâu, đưa cậu ta về đi. Hư Kinh Thiên nhìn về phía Phi Long vẫn đang thuyết phục Lạc Tú, sốt ruột nói. Chỉ là một thông thần giả mà dám đi khiêu chiến với võ thánh ư. Hơn nữa lại là võ thánh của sở tài quyết lực lượng đều đến đây, thậm chí còn có đầu sỏ quốc tế là nữ thần chết chóc của nước ngoài đến nữa. Đây không phải là đầu óc có vấn đề à? Đúng là quá nực cười. Anh Lạc, anh không biết đó thôi, trận chiến này không đơn giản như anh nghĩ, thậm chí ngay cả một vị nhân vật tầm cỡ của Triều Tiên cũng đến đây xem trận chiến này. Có thể nói, hiện tại đảo Tần Hoàng rất nguy hiểm. Phi Long vẫn đang cố gắng thuyết phục anh. Những điều trên có nghĩa là trận chiến này dù thế nào cũng phải dừng lại, dù sao thì thân phận của Lạc Tú rất đặc biệt, không thể gặp tai nạn được. Nhưng Lạc Tú hoàn toàn không nghe. Lạc Vô Cực anh sợ ai chứ? Cho dù là người từ tiên giới, anh cũng dám khiêu chiến. Chỉ là mấy võ thánh và nữ thần chết chóc gì đó, anh sợ gì chứ? Phi Long, tôi đánh giá cao lòng tốt của anh, chỉ có mấy người bọn họ có là gì trong mắt tôi chứ? Hơn nữa, trận chiến này tôi chắc chắn sẽ thắng. Lạc Tú vừa nói vừa uống một chai sữa, không hề có không khí của sự nghiêm túc và khẩn trương trước khi chiến đấu. Hừm, thật là lớn giọng, đúng là nhất phái hầu ngôn. Đột nhiên một tiếng mắng lạnh lùng truyền đến. Phi Long vừa quay đầu lại, anh ta đã thấy Hư Kinh Thiên và Bạc Tuấn đi tới. Bạc Tuấn là người vừa lên tiếng. Nhóc con, nếu tôi không nhầm, cậu chỉ là một thông thần giả đúng chứ? Hư Kinh Thiên cũng lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Không đợi Lạc Tú lên tiếng, Hư Kinh Thiên đã nói lại. Mộ thông thần giả mà đối đấu với một võ thánh à? Hư Kinh Thiên kiêu ngạo hỏi, tư thế cực kỳ ngạo nghễ, tuy rằng võ thánh vẫn là võ giả, nhưng theo logic mà nói, tuyệt đối không thể là đối thủ của một tu pháp giả. Nhưng võ thánh thì khác. Nó lại là một vấn đề khác. Dù sao, đó chính là võ thánh. Là nhân vật có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mà đánh bại 10 vạn đại quân. Một thông thần giả bình thường sao có thể là đối thủ của 10 vạn đại quân chứ? Nghe lão phu khuyên một câu, nếu cậu không muốn chết hiểu tại đây thì hãy theo lão phu về đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 430.